chỉnh lại cái camera nha. Cái camera này nó không có. Chào anh chị em và các bạn. Ok. Hello Lê Lương, khỏe không? Sáng nay em bị đứng rồi ta. Rồi. Chưa anh chị em đi làm lại chưa? Mình là mình chưa đi làm lại rồi đó. Ok rồi, thấy rõ không anh chị em, thấy rõ không, thấy rõ chưa? Hello Hana, khỏe không? Xin được tiền thất nghiệp là phải không? Chúc mừng nha. Hello Mi Sen, khỏe không em trai? Hello chị Hương, khỏe không chị Hương? Rồi bây giờ bữa nay mình sẽ tập đắp bột lại ha. Mình hướng dẫn cho anh chị em mà đắp bột những cái móng dài như vậy. Tại vì giờ mình bữa lâu rồi mình cũng làm lại, bây giờ nó chắc nó cũng lụt nghề rồi, bây giờ mình phải luyện tay nghề lại ha. Thì những cái móng dài như vậy á, thì mình sẽ thường á, mình đắp hai cục cũng được, hoặc là nếu ai giỏi thì sẽ đắp một cục ha. Thì bữa nay mình sẽ đắp, có thể là hôm nay mình đắp một màu thôi, rồi sang ngày mai thì mình sẽ hướng dẫn đắp ombre. Ok các bạn và anh chị em, để mình đóng cái cửa lại. Nó chạy á, ồn quá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đắp ha. Thì vẫn như mọi khi thôi, cái cọ này mình sử dụng là cái cọ size số 16 ha. Cái cọ này size số 16 đắp móng dài luôn. Rồi bây giờ mình sẽ, bình thường trước khi mình đắp bột thì mình sẽ vũ nhám đúng không, để chỉnh camera lại nha, chỉnh cho anh chị em coi nó rõ. Rồi rõ chưa? À, bình thường mình sẽ bôi primer vô rồi mình mới đắp bột. Nhưng mà cái này móng giả, mình giả bộ mình bôi vô ha, mình bôi giả bộ vô. Bôi giả bộ vô. Đó, bôi giả bộ vô, đó. Sạc rồi. Bắt đầu mình đắp. Đây là cái liquid mình đã pha rồi ha. Những cái móng dài như vậy nè, mình tốt nhất là mình pha 60% liquid đậm, liquid sola và 40% liquid nhạt là liquid thường, để cho cái bột nó lâu chút xíu, nó đừng có khô nhanh quá ha, để cho nó lâu khô chút xíu để mình kéo bột. Cái ngón này thì mình tụt cái mấy cái này xuống đây ha, mình tụt xuống đây, mình đắp ngón này trước ha. Mình đắp ngón này trước thì như anh chị em nói, hello Thái Nguyễn khỏe không, hello anh chị em và các bạn. Là mình hướng dẫn đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cái cách thức lấy bột cho anh chị em nha. Ví dụ đơn giản là như vậy thôi. Lấy cái móng giả, trước khi mình làm trên đây thì mình giải thích cho anh chị em chút xíu, chứ thôi làm nhanh quá cái không có kịp coi ha. Đó, chút xíu đi. À, đây là cái móng dài đúng không? Thì đây là cái liquid đúng không? Đây là cái cọ của mình đúng không? Đó. Thì mình nhúng vô nè, nhúng vô, muốn lấy nhiều bột quá thì mình lấy nhiều liquid lên chút xíu, mình gạt đi, mình lấy một lần nè ha, mình lấy thêm lần nữa nè ha, lấy thêm lần nữa ha, là ba lần cái mình để lên đây đó, mình nhấn nhẹ nó xuống, mình rê nó xuống đó, mình ăn gian nó đừng khúc rồi, thấy chưa? Cái bắt đầu mình để dốc cái tay xuống,
thì khi để dốc tay xuống thì nó đâu chảy ra hai bên nữa, bắt đầu mình dập, mình vuốt bột hai bên nó đang ướt không, cái mình vuốt hai bên rồi mình đưa vô giữa, thấy chưa, từ từ lã nước mới lơi không, mình tém bột vô giữa đó, đơn giản là vậy thôi. Rồi khi mà cắt bột, những anh chị em chú ý cắt bột cái móng nhọn á, nó hơi khó hơn chút xíu là vậy nè. Một là mình dồn bột hết qua một bên rồi mình cắt một bên, mình lấy bột ra. Cái đó là cái cách cắt bột bằng cọ, cọ cũng có đó. Mình lấy cái tay của mình là mình vuốt một cái thì nó cũng ra luôn ha. Nhưng mà nhiều khi nó dơ tay á, thì đâm ra nhiều người không thích. Thì mình nếu mà mình không thích đắp vuốt bằng tay nó lẹ thì mình dồn bột hết qua một bên. Khi mà dồn bột hết qua bên thì mình bấm một bên đây để mình lấy bột ra là nó đứt. Cái đó là cái cắt bột khi mà đắp móng nhọn. Ok, mình làm lại nha. Nếu mà muốn lấy bột nhiều quá nè, hướng dẫn cho anh chị em là chưa biết lấy bột nhiều nè. Em ở Việt Nam em đắp bột sao mau khô quá anh ơi, em phải đắp 3 lần mới xong. Thì nói chung là đắp 3 lần cũng được, cũng sao hết. Giờ thí dụ bây giờ, thí dụ như nè, nếu mà mình giỏi mình đắp một cục nè, không đắp một cục cho anh chị em coi trước ha. Cục trình thứ nhất nè, thả lên đây ha, rê nó xuống nè, đủ nó vô nè, không? Rồi tiện nó dốc cái tay xuống để chi, để cho nó có tràn thì nó tràn xuống dưới thôi, nó không có tràn ra bên hông, không? Bên hông thì mình nó tràn ra bên hông thì mắc công nó rớt xuống dưới, mình phải clean up, thấy không? Cực mình ha, mình dốc cái xuống dưới nó chảy xuống dưới. Đó, cái này là những người nào mà điều bột như điều đào á, giỏi á, thì làm cục nè, thấy không, dồn bột mắc quang bên phải không, các phần một bấu nó bên đây, cái mông vuốt nó ra. Đó, vậy thôi nè, dồn bột cũng qua bên đây, dồn bột qua bên phải là bấu nó ra, lấy nó ra ha, là xong. Cái đó là dành cho những anh chị em nào mà dạng như mà đắp rành rồi nói, nhưng mà thí dụ như mình chưa rành sao, đâu phải trời, đâu phải ai cũng đắp đường cục đâu anh chị em. Thì mình đắp hai cục nè, đắp hai cục thì mình lấy một ít hơn chút xíu nè, lấy chút xíu thôi, đắp hai cục mà lấy chi nhiều, nhiều bỏ không vậy thôi à. Đó, cục nè, cái bắt đầu mình tay chân mình chậm chạp á thì mình làm từ từ. Đó, bắt đầu. Nhưng mà quan trọng nhất là hai bên đây mình phải tém vô giữa nè, để cho nó không có chảy ra hai bên nè. Cứ tém ở giữa đi. Đó. Cái mình vét bột qua bên đây, cái mình bẩu bên này, cái rớt bột ra, thấy chưa? Đó, cái mình qua cái cục thứ hai. Không, thì mình đi nhanh được thì mình đi từ từ, đâu ai cấm đâu. Thả cục bột ngay đây nè ha. Cái mình nối bột vô, nối bột vô, nối bột vô, nối bột vô xong. Đó, cái đó là cách đắp hai cục, còn muốn thêm cục nữa thì thêm cục lên trên đây làm y chang như vậy, đó không? Rồi, cái đó là mình hướng dẫn cho anh chị em đắp cục hai cục như thế nào. Rồi quay trở lại cái vấn đề ở đây. Bắt đầu mình đắp nè, thí dụ như mà móng mà nó dài quá đó, mình cảm thấy cái sức của mình đắp không được á, thì mình đắp hai cục. Cái này mình đắp một cục trước cho anh chị em coi, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em đắp một cục ha. Giờ đắp hai cục nè. Ủa, cái này đắp một cục trước là lát rồi đắp hai cục. Lấy nhiều bột lên chút xíu nè, thấy chưa? Cái này cũng ít quá nè, không đủ. Lấy nhiều lên, tại móng nó dài. Thấy cục bột bự bành kia không? Thả cục bột lên trên này nè ha. Rê xuống chút xíu nè, đủ nó vô nè. Thấy Phong dốc cái tay xuống không? Dốc cái tay xuống nó đâu có chảy ra bên hông đâu. Thấy chưa? Thấy cái sự lợi hại của cái chuyện mà dốc cái tay xuống chưa? Bắt đầu nè, bên phải nè, bên trái nè, vô giữa nè, bên phải nè, bên trái nè, vô giữa nè. Thấy mình đều bột đi không? Mình cứ đều đều tay, nhớ là mình dùng cái bụng của cây cọ để mình đều bột đi nha. Thấy chưa? Từ từ ha, bột mới xuống.
từ từ ha. Đưa nó vô. Đưa nó vô. Đắp vừa đủ luôn hết chưa? Rồi là mình đắp một cục. Rồi mình có cái thói quen á, mình hay dùng cái cọ này mình chạy xuống dưới đường để chi biết không? Để cho bột mình nó có rớt xuống dưới á, mình lấy ra hết nè. Thấy nó ở đây nó còn dính chút xíu bột này ha, lấy nó ra. À, mình lật xuống cho anh chị em coi thôi. Lấy nó ra, lấy cái tay này ngắt cái nụ nó ra luôn. Ngắt cái nụ em nó luôn. Đó là mình đắp một cục ha. Nói chung thiệt sự mà nói là đắp một cục nó cũng không dễ đâu, mà muốn dài nữa mình phải lấy bột nhiều, rồi mình canh bột cho nó chuẩn ha, mình canh cái thời gian, tại vì mình phải hiểu là một cái cục bột nó như vậy nè. Cái ly quỳnh này của mình nó giống như là cái ngòi nổ vậy đó anh chị em. Ly quỳnh mà mình cho nhiều sola vô đó thì cái ngòi nổ, mình tưởng tượng cái ngòi nổ nó dài, thì khi mà mình lấy bột mình để lên đây, cái ngòi nổ nó dài thì làm sao, thì cái thời gian mà nó bột nó khô á nó sẽ lâu không. Cái ngòi nổ nó dài mà nó cháy từ vô. Nhưng mà nếu như mà mình lấy nhiều cái ly quỳnh thường quá mà ít ly quỳnh sola thì đâm ra cái ngòi nổ của nó đó nó có một khúc nhiêu đây à, cái đâm ra mình bỏ lên trên đây cái nó khô luôn. Tại vì cái ngòi nổ ngắn mà, mình bật cục quẹt lên mình châm cái nó cháy tạch cái bùm cái là coi như là cứng ngắc lại đó. Mình đại khái là như vậy đó cho anh chị em hiểu ha. Thì mình phải canh cái nước cho nó chuẩn, mình đập ống dài, mình phải lấy nước sola nhiều lên. Ví như là cái ngòi nổ nó dài thì cái ngòi nổ nó dài thì nó sẽ cho anh chị em nhiều khoảng thời gian để mà mình chạy, nhiều khoảng thời gian để mình làm việc với cục bột đó, đại khái là như vậy ha. Rồi qua cái bên đây, bây giờ mà ngón này thì mình sẽ đắp hai cục nha. Ok, bỏ cái này vô đi, này là đắp hai cục nè. Nếu mà hai cục thì để ngón bên đây mình làm một ngón ombre cho anh chị em coi. Bây giờ mình cứ đắp hai cục đi nè, lấy nước nè, nhúng vô nè. Lấy nước cũng phải lấy cho nó đúng nha, chứ không phải muốn lấy sao lấy. Nè, nhúng vô nè, gạt cái chóp ra, thấy chưa? Nhúng vô nè, gạt cái chóp ra, chứ không phải là mình lấy nước mình gạt. Mình gạt nhiều quá nó hết nước rồi, nó lấy đâu được nhiêu bột đó anh chị em, thấy không? Nó lấy đâu được nhiêu bột đâu, thấy không? Đó, cái đó là cái lấy nước sai. Thì khi mà lấy nước sai rồi nó sẽ dẫn đến tình trạng gì? Lấy bột không đủ, lấy bột không đủ thì đắp bột không đủ, thì đâm ra coi như cả cái quá trình của mình nó bị hư luôn. Thì mình lấy nước cho nó đúng nè, nhúng vô nè, thấy không? Gạt một cái nè, lấy cục bột, thấy chưa? Cuộc tình thứ nhất anh đã chót trao về em nè, tình yêu đầu tiên, thấy chưa? À, đủ nó vô ha. Ha, thấy cục bột nó đứng yên như hình hài một pho tượng không? Cái bắt đầu mình đưa bột vô nè, cái phải nè, trái nè, ha. Từ từ nha, bình tĩnh mà rung ha. Và vô bột hết qua bên phải, cắt bột, móc bột ra đó, thấy chưa? Đưa nó vô, dùng cái thân cọ nè cho nó nhọn, thấy chưa? Đó là một cục. Bột full set này với bột dip có khác nhau không? Cái bột, cái hiệu chiso này là vừa đắp vừa dip em đó, đắp được mà dip được luôn. Ok, lý do là lưu hình mau khô. Ok em hiểu rồi, cứ làm theo là được thôi. Rồi bây giờ nè, tiếp tục là cục thứ hai thì dễ lắm ha. Cục đầu tiên thì làm được rồi, cục thứ hai rất là dễ, con không làm nè. Cục tình thứ nhất anh đã cấp cao chị em nè ha, rồi cục tình thứ hai nè,
để lên trên cuticle cho nó tròn khóe, thấy chưa? Đủ nó vô, đủ nó vô. Thấy chưa? Ha, thấy nó tròn khóe chưa? Thấy nó tròn khóe rồi thì sao? Là nối bột vô nè, nối vô nè. Nối vô nè. Rồi vuốt ở giữa nè. Vuốt hai bên. Đó. Ở chỗ này nó thiếu bột chút xíu thì mình sẽ cho chút xíu bột ngay đây. À, dặm dặm nó ra, vuốt nhẹ nó xuống, nối bột vô. Mình dùng cái cây cọ của mình á, mình điều khiển cái cục bột, mình làm nó phải theo cái ý muốn của mình ha. Mình muốn nó đi qua đâu là nó qua đâu, mình muốn nó đi qua tay nó bay qua tay ha. Ừ. Rồi đó là đắp bột à, hai cục. Ok, giờ là này cho anh chị em coi chưa, này cho nó rõ chưa. Rồi đó là mình đắp hai cục đó. Rồi bây giờ mình qua bên đây ha. Giờ mình đắp ngón ombre cho anh chị em coi. Để trước khi mình đắp một cái ngón ombre ở đây thì mình giải thích cho anh chị em tại sao có những anh chị em đắp ombre không có được. Phòng hướng dẫn cho anh chị em nè. Đâu rồi, cái cục ở cái hũ bột ombre mới để đây đâu rồi. Cục ở cái hũ bột 105 mà của chậm để đây đâu anh đâu nè. Hũ bột của chậm đâu rồi ta. À đây nè. Đây, hũ bột solid 105 nha. Ok. Sao nhìn anh làm dễ quá, cái đắp bột nó nghe nghe nói khó lắm mà. Ừ đúng rồi, trời đắp bột không có khó em. Mình chủ yếu là mình biết cách làm là nó dễ hết á. Mà mình không biết làm thì nó khó lắm ha. Thì bây giờ anh đang hướng dẫn cho mọi người, những người nào mà mới vô nghề đó hay là sao đó thì cần học hỏi thêm á, thì coi nè. Đắp ombre, ok, bây giờ đắp ombre. Giờ đắp ombre nó phải có hai màu đúng không? Không có ai mà đắp ombre hay đắp màu hết nha bà con cô bác. Giờ mình đắp màu nè. Trái nè, phải nè, trái nè, phải vô giữa nè. Gạt nó qua bên là móc nó ra. Ok. Rồi. Thường mà đắp ombre mà đắp ra đó là do cục bột nó còn ướt quá, cái mình vuốt nó xuống thì bột nó sẽ trôi đi hết. Phong hướng dẫn cho anh chị em nè. Bây giờ nè, cục bột này ha. Vừa mới để lên trên đây, anh chị em vừa mới để trên đây, anh chị em vuốt nó xuống hết luôn. Thấy không? Nó đâu ra được ombre đâu. Nó trôi bột đi hết. Đó, cái trường hợp thứ nhất là vậy ha. Trường hợp thứ hai, anh chị em lấy cục bột nè, anh chị em để lên trên đây nè, anh chị em ngâm nó lâu quá là lâu luôn, anh chị em cứ dặm dặm trên cuticle nè, sửa lâu quá nè ha. Thì khi mà để lâu quá vậy cục bột nó khô rồi ha, cục bột nó khô. Thì khi mà nó khô vậy đó, mình vuốt bột nó đâu có loang cái ombre của mình nó ra nó đẹp nữa. Thì đâm ra nó cái ombre của mình nó kỳ cục lắm. Thấy chưa? Thấy cái ombre của mình á, mình vuốt nó không đi nữa nè. Thấy cái ombre của mình nó có cái đường không? Đó, cái này là om gì ha? Cái này om dưa chứ không phải ombre nha. Cái này là cá om dưa. Chứ không phải là ombre ha, nhìn cái ombre nó tục không? Nhìn nó rất ư là tục đúng không? Đó thì mình phải canh đường là cái cục bột như thế nào thì nó vang cục bột ra cho nó đẹp. Giờ mình làm lại nè. Đây là cái solid 47 của chi sò nha. Thả cục bột nè. Ok. Giờ bắt đầu dặm cái mép bột ngay đây nè. Mình phải dặm cho nó mỏng xuống nè. Ok. Khi mình vuốt bên phải, bên trái, giữa, bên phải, bên trái, vô giữa nè. Cái mình dồn bột hết qua một bên.
không, mình dồn qua bên phải này, hết qua bên phải luôn, cái mình bấu bên phải, cho mình móc cục bột ra cái là nó sập. Thấy chưa, dễ không? À, biết làm thì nó dễ mà không biết làm thì nó khó ha. Rồi bây giờ mình cái cục bột ombre của mình nè, mình phải canh cái cục bột này cho nó vừa chuẩn nè, mình để cục bột lên trên đây nè ha. Đó, thấy chưa, vàng vàng mình dặm ra chút xíu, rồi mình đưa bột xuống rồi mình rút nhẹ nó xuống, đó là nó ra cái ombre rất là đẹp. Chị em thấy rõ không? Cái màu này là solid 105, còn cái màu này là nhớ là solid 47. Đúng rồi, solid 47 ha. Đó, thì khi mà cái cục bột ombre này của mình đó, nó không có quá khô, nó cũng không có quá ướt, thì khi mình vuốt xuống đó, nó sẽ loang ra cái ombre rất là đẹp ha. Nhìn cái ombre mình loang như vậy đó thì nó là đủ ăn tiền rồi, đủ lấy tiền của khách hàng rồi ha. Chứ còn cái ombre này là thối tiền lại cho khách nha. nó làm ông đây 60 thôi là cho nó 30. Đi tiệm khác làm giùm. Ok, rồi. Giờ mình quay trở lại vấn đề đây ha. Rồi bây giờ mình làm nè. Mình phải canh được cái thời gian của cục bột, mình thả cục bột lên, mình đợi chút xíu cho nó bắt đầu nó săn săn lại, mình làm riết mình quen à, nó săn săn là bắt đầu mình vuốt xuống nó mới loàn ra. Nó đại khái là như vậy ha. Rồi lấy cục bột nè, thấy không, thả cục bột lên trên này nè, thấy rõ không, đuổi bột vô nè, đuổi bột vô nè. Vậy em thấy rõ không? Bắt đầu dặn, khi còn cặm dặn ở trên đây cho nó mỏng xuống nè. Đúng chưa? Giờ mình không thích cắt bằng cọ nữa thì mình sao? Mình lấy hai cái ngón tay nè, mình ngắt cái nụ của em đó, ngắt một cái đứt cái nụ luôn, thấy chưa? Ngắt nụ nó một cái, thấy cái nụ nào thấy giác là mình ngắt nghe, mình giật cái bức ra, bức. Ok rồi, bây giờ cho thêm xíu trên đây đi. Rồi ha, thì có hai cái kiểu đắp ombre, một là kiểu đắp một cục ha. Sorry, rớt cái đồ. Mình đắp một cục, mình thả cục bột trên này, mình vuốt xuống luôn. Cái đó là dành cho người nào giỏi ha. Nhưng mà nếu như mình chưa được giỏi cho lắm, hoặc là mình muốn làm từ từ đó cho nó đẹp, thì mình làm hai cục. Cục tình thứ nhất nè, lấy cục bột đúng không, thấm giấy chút, thả cục bột lên trên này nè. Cục bột thứ nhất nha, mình sẽ dàn đều cục bột ra, rồi sau đó mình hạ cục bột xuống, mình đưa cục bột xuống nữa ha, mình vuốt nhẹ nó một cái. Thì cái chỗ này bột nó loang nhiều ra, mình sẽ gạt bớt đi ha, mình gạt bớt đi cho nó ra bớt cái bột nu ra ha. Rồi mình lấy thêm một cục bột ngay đây nữa, mình thả dặm vô giấy chút, thả lên trên đây ha, dặm cho nó tròn khóe này ha, tưởng tượng đây là cái khóe tay của khách á. Mình dàn ra, mình vuốt nhẹ xuống cái đó là xong. Nếu như đặt trường hợp anh chị em biết sao, nhiều người á lỡ tay á vuốt cái bột nu này tràn xuống hết dưới đây nè, thì thứ nhất là mình chùi ra, như mình ngay đây nè, mình thả cục bột ngay đây nè, mình thả ngay đây, mình vuốt lên lại, biến chi không, để cho cái đầu móng á nó đậm trở lại á, nó không có bị che bởi cái màu nu nữa, thì nó sẽ ra được cái ombre đẹp trở lại ha. Đó rồi, ok. Rồi cái bước tiếp theo mình làm á thì
mình đắp ombre á, mà bắt buộc mình phải lấy chút xíu bột lê ha. Cái chỗ nào mà cái bột ombre của mình mà nó loang ra đó, mình cho bột lê ngay chỗ đó, mình vuốt nó xuống để cái bột lê đó nó bảo vệ cái ombre của mình. Tại vì khi mình vuốt máy đó, anh chị em hiểu được cái làn bột mà nó loang ra ngay cái chỗ này nè, nó mỏng dánh nè, nó mỏng còn hơn cái tờ giấy nữa, tại vì nó loang ra cho nó đều, nó đẹp mà. Mà mình không có cái gì bảo vệ nó thì mình đưa cái máy vũ, mình vũ một cái bắt một cái, nó văng một cái bắt ra một cái là mất cái ombre của mình. Đó là lý do tại sao mình phải đeo cái áo mưa cho nó ha. Mình lấy bột lia mình phủ lên, mình đeo cho nó một cái lớp bảo vệ ha. Đeo cho nó một cái lớp áo mưa. Áo mưa tưởng tượng ha. Rồi ok. Rồi cái này là xong ha. Rồi bây giờ cái này mình sẽ hướng dẫn một cái ngón freestyle cho anh chị em ống dài. Ok. Freestyle thì nó cũng dễ thôi, cũng không khó đâu ha, không có gì khó hết. Cứ từ từ làm, nhiều khi mình làm không đẹp thôi chứ không phải là không làm được ha. Đó, mình nói khách cái gì tao làm cũng được hết, có điều làm đẹp hay không rồi tính sau. Ok. Rồi thôi bây giờ làm nè. Để mình tính coi mình coi làm cái gì đây. À, thì cũng dễ thôi. Lấy cái màu trắng đi. Màu trắng ha. Đắp xong chạy mất màu trên da. Có phải chị đắp ít bột quá không? Đúng rồi chị Cam Ngọc khu. Đắp bột á mà đắp mỏng quá mà mình vũa nhiều quá đó, cái chỗ này là nó mất bột luôn. Đó, cái thứ nhất là mình đắp mỏng quá, cái thứ hai là biết sao mình vũa nhiều quá. Thì vũa nhiều quá chỗ này, cái chỗ này mình đắp có chút xíu bột thôi ha. Mà mình vũa nhiều quá thì nó mất bột ngay chỗ cái cuticle này là điều đương nhiên thôi. Thì mình cái cách khắc phục của mình á là vũa ít lại ha. Mình vũa, mình cố gắng mình đắp sao cho nó chuẩn luôn, cho nó tròn cái khóe luôn. Để mình chạy cái là nó tròn khóe là coi như xong luôn, không có vũa tới vũa lui nữa ha. Đó, khắc phục lại. Rồi bây giờ tiếp tục là mình làm cái gì đây? Để coi. Để coi là lấy cái nào màu nào cho nó đỏ đỏ nó hot hot coi. Có màu nào không? Màu này coi bộ cũng được à. Thử màu này nha. Màu này màu số mấy đây? OM78B. Màu này coi bộ cũng hot dữ à. Màu biết hot gì à? Hot dog không? Hot dog, hot girl. Rồi ok. Là lấy cục bột màu trắng ha. Lấy cục bột này ha. Để lên trên này ngoáy nó một cái coi. Mình đi xéo nha. Coi bộ cũng được à. Thấy cũng được. Thấy cũng êm á. Để lên trên này nè. Ngoáy nó vô một cái. Đủ nó lên. Tiếp tục ở trên đây coi. Màu này là màu super white, màu trắng á, chi sò á. Nào, thả lên trên đây nè. Ngoáy nó một cái. Chọt vô. Chọt vô một cái là lát hồi nước nó chảy ra đều là đẹp mà. Ủa lộn, bột nó chảy ra đều là nó đẹp mà ha. Mình chơi theo phong cách là trừu tượng. ai muốn hiểu sao hiểu. Ok. Chưa xong đâu quý vị. Quý vị hãy hết sức bình tĩnh. Quý vị đừng có manh động nha. Thả cục bột lên trên đây nè. Ngoáy lên cái. Rồi, đắp kiểu freestyle mà muốn ra gì ra, buồn buồn ra đẹp mà vui vui cái nó ra xấu á. Nhiều khi mà làm đại nó ra đẹp, cái nhiều khi chú tâm làm đẹp cái nó ra xấu. Mấy cái này nó khó hiểu lắm. Nhiều khi mình cũng hiểu bản thân mình nó sao nữa. Nhiều khi làm xấu hay xấu,
khách nói kìa, trời đẹp quá, đẹp quá, tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời. Cái nhiều khi mình làm đẹp ơi đẹp, mình thấy đẹp ơi đẹp, khách nói ủa sao này nhìn nó sao sao đó ơi. Không? Khách mà nó nói ủa cái này nhìn sao sao là hiểu rồi ha, là thấy không ổn rồi đại dương ơi. À, lúc đó là phải ngủ a ca cứu đệ nha. Thường khách mà nó không thích á là nó lấy cái tay lên nó nhìn lên nhìn xuống nhìn hoài, nó đìa hoài luôn, mà cái dòng nó đìa nó làm mình rung dữ lắm nha. Thì nói chung là khách mà cảm thấy nó sao sao, mình hỏi nó sao không muốn nó làm sao, mình hỏi nó rồi mình sửa theo ý nó à. Chứ nhiều khi mình làm xong cái làm xong cái khách nó nhăn này, khúc cuối hỏi do you like it, biết nó nói sao không? Hỏi nó do you like it, nó no I don't like it. Nó thua lúc đó cả chạy cả cối, oh why you don't like it, it's pretty, nó no I don't like it, honey check it down. Check it off. Nghe tới câu đó thấy là hai con mắt là nó nổi lửa lên rồi đó ha. Khách hẹn nó tới mà nó còn bắt mình gỡ ra làm lại nữa, lúc đó là thúi quắc cuộc tình luôn nha. Đó rồi, cho thêm chút xíu chim tiếng ở đây đi. Này bự quá gạt ra. Rồi sau đó mình sẽ phủ một lớp bột clear ha, để mình bảo vệ nó. Cái này giống như là marble mà. Mình lấy bột clear nha. Này thả bột clear như này nè. Chùi cỏ đi nè. Giảm silico nè. Đắp xong rồi khách nó nói no I don't like it. Check it out please. Nghe tới đó là thấy không, thấy rối não luôn rồi ha. No I don't like it, check it out. Lúc đầu nói nhiêu, lúc đầu hai ngón 10 đồng, cái lúc sau cái thôi hai ngón 5 đồng. Làm xong cái thôi tôi cho mày luôn nghe, em nói no I don't want it free, I want take it off now. Nghe cái đó là thấy nó thua, nó thua. Lúc đó ông nội của ngủ a ca cứu ông nội nữa. Bởi vì nhiều khi mình làm tới đâu mình hỏi khách tới đó ha, chứ đừng để quá muộn màng. Đây nó thiếu bột chút xíu nè, chỉnh chấm chấm cho nó đều. No I don't like it, no I give you free honey, I give you for free, you don't need to pay nó. No I don't need free, take it off. Thua nặng. Rồi ok. Cái ngón cái này thôi chắc khỏi làm đi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em dũa nè. Đây là cái cây cọ đắp bột size số 16 Phong Trần Ót ha. Thì để Phong sẽ làm một cái sample cho anh chị em coi nè. Cái cây cọ này á thì Phong đã điều chỉnh lại cái sợi lông cho nó đủ cứng để cho nó dễ đắp. Tại vì nếu mà một cái sợi lông á anh chị em, cái búi lông á nó mềm quá, nó không, khi mình vuốt bột nó sẽ có cái hiện tượng nè tẻ cái búi lông ra ha. Thì những cây cọ mà nó mềm quá là nó vuốt bột là nó bị vậy đó. Còn cái cây cọ này thì nó có một cái đặc điểm khác là cái sợi lông nó cứng hơn,
và nó dễ control cục bột hơn. Bên cạnh đó thì những cái cọ này Phong sẽ bấm cọ cho cái đầu, một đầu cọ nó tròn. Thì khi mà cái đầu cọ nó tròn vậy thì mình đặt cục bột nó sẽ rất là tròn, nó dễ đắp cho mình. Ok, bây giờ coi Phong đắp. Anh chị em để ý kỹ á, thì cái cây cọ này khi mình vuốt bột á, cái búi lông của nó không có bè, nó không có chẻ ra ha. Nó làm cho mình dễ control cái cục bột. Ok. Nè, anh chị em coi nè. Dặn cái cục bột, không? Mình vuốt bột này ha. Cái búi lông của nó anh chị em để ý kỹ nè, thấy chưa? Đó, rất là dễ làm ha. Nó không có mềm á, đâm ra nó dễ điều cái bột xuống, nhiều khi mềm quá nó mình vuốt bột nó không có đi. Đó, lại là vậy ha. Nè, cắt bột nè. Bấu bột xuống nè, móc bột ra nè. Đó, ha. Lấy cục bột nè. Ha, thấy cục bột không? Thả cục bột nè, mình thấy để ý tưởng tượng đây là cái khóe da của khách này, mình để cục bột đây là nó tròn cái khóe luôn rồi, thấy chưa? Rồi mình chỉ cần đũa lên mình dặm chút xíu như này nè. Nó tròn khóe rồi, bắt đầu mình vuốt xuống là xong. Thì Phong đã điều chỉnh cái độ cứng của cái cọ này ha, để cho nó dễ control cái cục bột. Thì anh chị em đã có nhu cầu order cái cọ đắp bột size số 14, 16, 18, 20 và 24 thì làm ơn gọi cho Phong qua cái số điện thoại 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Ok, rồi đó là xong cái phần đắp bột ha. Rồi mình xong, khi mình đắp bột mình sẽ hướng dẫn một cái này vô cùng quan trọng nữa. Song song với cái việc đắp bột là mình bảo quản cái cây cọ sao cho nó đúng. Tại vì nhiều khi á, cọ thì cọ tốt thiệt, nhưng mà mình xài mình phá quá thì cọ nó sẽ rất là mau hư. Thì Phong hướng dẫn cho anh chị em khi mà mỗi lần mà đắp xong á, nhúng cọ vô cái ly quỳnh nè. Đây là cái hũ ly quỳnh nè, nhúng cọ vô nè. Cái giấy của mình đây đúng không? Mình để này nè, mình chùi cọ nè. Mình chùi nó nè. Mình chùi nè. Để mình lấy một cái giấy khác đi. Cái giấy này ướt rồi. Đây, một cái tờ giấy nè. Nè, nhúng vô nè. Nè, chùi nè. Chùi ha. Mình chùi như vậy để làm chi? Để cho những cái bột mà nó ở nằm ở trong là nó trôi ra, nó trôi ra ngoài hết. Đó. Mình làm vậy thì cái bột nó mới không có dính vô cái cọ. Rồi mình nhúng vô đây nè, mình lật mặt lại bên kia, mình chùi nó. Đó. Chùi này, chùi ra rồi nhấc lên, chùi ra nhấc lên. Chứ không phải đưa qua đưa lại ha. Đưa qua đưa lại là nó hư cọ, nó bị đũn cái lông lên á. Rồi sau khi mình chùi sạch sẽ xong, mình nhúng vô nước, mình chùi lại chút xíu. Mình bắt buộc mình phải để nước cái ly quỳnh ở trong đây một chút xíu để cho nó dưỡng cái sợi lông, rồi bắt đầu mình cất vô ha. Đây là cái cây cọ sau khi mình chùi xong, thì cái anh chị em thấy là cái đầu cọ nó rất là tròn ha. Đặt cục bột vô cái là tròn khỏe nè, thấy chưa? Đó, vuốt bột xuống. Rồi bây giờ là vậy thôi. Phong chút xíu Phong dọn dẹp cái này rồi Phong hướng dẫn cho anh chị em vũ xếp. Vũ sao cho nó nhanh, chứ nhiều khi vũ lâu quá, ngày sao mà hốt được 10 em ha. Vũ lâu quá, ngày hốt cỡ chừng 6 em là mệt lắm rồi, không thể nào mà vũ nhiều được ha. Dạ, Phong từ từ Phong hướng dẫn cho. Mình đắp bột chuẩn rồi mình vũa chuẩn đó, mình làm lẹ lắm, ngày mình làm 12, 13 người khách được ha. Có ngày nào mà đông 15 người cũng được, ngày nào đông. Chứ mình mà làm chậm quá đó, tầm khoảng 10, cỡ chừng 7, 8 em là mệt lắm rồi, không vũa nổi nữa. Rồi, sau khi mình làm xong mình hướng dẫn dành vũa cho anh chị em à. Vũa cái cây vũa xếp á, mình cầm cái cây vũa cho nó đúng. Cầm cái cây vũa mà vũa bột á, kỹ nhất là cầm kiểu hai ngón như vậy nè. Cầm kiểu hai ngón cái vũa vậy nè.
nhiều khi mình ngồi kế bên mình thấy người ta dũa mình còn ngứa mắt nữa, huống chi là nhìn thấy khách nó nhìn mình dũa ha. Cái cách của mình dũa nó cũng phải chuyên nghiệp, nó phải vững vàng nè. Ba cái ngón tay này nè mình cầm vậy, cái ngón tay cái này mình cầm vậy ha, bốn ngón, còn cái ngón này mình không có đụng, không có để gì hết ha. Đó, mình để, khi mình để cái dũa vô mình không có để liền cái cây dũa vậy đâu, mình không có để liền cái dũa để mình dũa liền bên cạnh vậy đâu, mình phải để xéo vô như vậy nè để mình biết như thế nào. Cái quan trọng là ở cái chỗ này nè, nè không nói cho anh chị em nè, cái móng mà nó có đều hay không á, nó phải từ hai bên đây nè, hai bên cái khóe này nó bắt ra, nó sổ ra. Nhưng mà nếu như mình để đây á, nhiều khi mình để cái dũa nó thẳng vậy đó, mình bắt nó từ trong đây nó bắt ra, còn cái bên đây mình thụt xuống đây mình bắt ra, có phải là hai bên nó bị lệch nhau không? Bên cao bên thấp, bên này cao bên này thấp. Đó là lý do tại sao nhiều anh chị em dũa cái móng coffin á, cứ bên cao bên thấp là vậy đó, là do đặt cái cây dũa nó sai ha. Mình để cái cây dũa như này để mình bỏ cái này vô chứ thôi nó hôi. Nè, bắt đầu mình để cái cây dũa vô nè. Thì khi mà mình để cái cây dũa vô như vậy, anh chị em có thấy một điều á, để lấy cái gì mà mình chỉ anh chị em coi, có thấy một điều á là ngay cái chỗ này nè, anh chị em thấy chỗ này nè, cái cây dũa nó sẽ bị cái ngón tay của khách nó cản lại ngay chỗ này không? Thì có phải là ngay cái chỗ này là cái chỗ mà mình lấy cái xếp đi ra, qua tới bên đây mình để cái cây dũa ngay đây, thì có phải là cái xếp của mình á, cái cây dũa của mình á, nó bị cái ngón tay của khách nó cản lại, thì cái xếp của mình nó lấy nó từ đây đi ra, thì hai bên nó sẽ đều nhau ha. Đó, mình dũa nè, dũa bên đây xong bắt đầu mình ôm cái xếp vô, từ cái cây dũa mình để về bắt đầu mình ôm cái xếp vô, mình ôm cái cây dũa vô ha. Đó, ôm nó vô để làm chi vậy? Mình ôm như vậy đến chi? Mình dũa bên đây nó thẳng rồi, mình còn phải dũa hai cái sidewall là hai bên cái bức tường á, cái chỗ này và cái chỗ này nè, nó phải ôm vô nữa thì cái xếp của mình nó mới thon, mới không có bè ra. Chứ mình dũa như đây không á là nó chưa có đủ ha. Đó, dũa nè, ôm nó vô ha. Dũa bên đây nè, thấy chưa? Thấy cái chỗ này nó có cái đường gần không? Thấy cái chỗ này nó có cái G không? Nè, mình sẽ ôm cho nó mất cái G đó luôn nè. Anh chị em thấy hồi nãy ngay cái chỗ này nó có một cái G đúng không? Bây giờ mình ôm vô nó mất cái G luôn nè, thì cái móng của mình nó sẽ rất là thon gọn ha. Cái đó là cái cách mình dũa xếp ha, nhanh, chuẩn, không dư mà cũng không thiếu. Ok. Rồi qua tới bên đây cũng vậy luôn nè. Mình làm sẽ nhanh hơn chút xíu nha anh chị em coi ha. Xong ha, qua tới bên đây về cái này lại chút cho anh chị em dễ thấy. Cái này đặt cái cây dũa nè, đặt vô dày cái là thấy sai liền, thấy không? Đặt cái cây dũa dày, lỡ nhiều khi không đặt ngay cái chỗ này mà đặt xịt lên trên đây, có phải là cái xếp nó lấy ra từ trên đây nó lấy xuống không? Nó cuốc lên trên đây, đáng lý nó chỉ có ngay đây thôi, mình không để, mình để cuốc trên đây mình kéo xuống coi như là bên cao bên thấp ha, bên cao bên thấp. Thì mình phải để cho nó xéo như vậy để mình lấy cái xếp ra, để mình biết cái điểm nào để mình lấy ra trước cái đã. Ok. Nè, thấy chưa? Rồi mình mới ôm cái xếp vô để cho nó thon cái móng.
Không, nhiều khi anh chị em thấy á, thí dụ như mình để cái móng như thế này đúng không, mình cứ thấy ủa sao nó méo hoài vậy ta, sao mình càng giũa nó càng méo. Thực sự ra đó, anh chị em nghĩ nó méo thì anh chị em càng giũa ở cái cạnh này nó nhiều, cái cạnh ở dưới đây nhiều, nhưng thực sự biết cái nó méo ở chỗ nào không? Nó méo ở ngay ở trên cái chỗ này nè, cái chỗ cái sidewall này nè, ngay hai bức tường này nè, nó méo hai bên đây. Anh chị em lại không có giũa ngay cái chỗ đó, cứ đè hai bên giũa hoài, đâm ra cái móng của mình nó tóp lại luôn. Cái đâm ra giũa hồi cái có phần của mình đó, nó còn có chút xíu, mà còn chút xíu nó vẫn méo, tại vì ở trên đây nó vẫn dày. Thì cái cách khắc phục làm sao? Giũa đây rồi bắt đầu mình phải ôm hai bên cái sidewall nữa để cho nó mỏng đi. Thì hai bên nó mỏng đi, tự động cái có phần của mình nó đẹp, cái shape của mình nó đẹp, nó thon gọn ha. Nó sửa, nó méo ở chỗ này nhưng mà mình sửa ở chỗ kia thì đâm ra cái chỗ này nó thẳng, nó ngộ hay nó ngộ nghĩnh không? Mình cứ nghĩ là méo chỗ nào mình sửa chỗ đó đúng không? Không có đâu. Riêng về cái shape nail á, nó méo ở bên cạnh mình phải sửa ở trên đây nè. Nó ngộ vậy đó. Méo chỗ này mà sửa chỗ kia thì nó thẳng ha? Mà méo chỗ kia mà sửa chỗ kia thì nó lại vẫn méo. Nó ngộ vậy đó ha. Mình phải ôm cái shape nó vô. Cái này là những cái kinh nghiệm mình làm nhiều, mình rút rỉa lại để mình chia sẻ với anh chị em thôi ha. Rồi, sau khi mình giũa xong, bắt buộc mình phải lật cái tay của khách lại như vậy ha. Mình lật cái tay của khách lại như vậy, anh chị em thấy rõ không? Thấy rõ không? Mình phải lật cái, chỉnh cái camera lại nha. Nè, lúc đó mình chỉnh camera lại đây cho nó thấy rõ nè. Thấy rõ chưa? Đó, mình quay ngược cái tay lại như vậy. Thì khi mà mình quay ngược cái tay lại như vậy này, mình chỉnh đó, không? Mình thấy nó méo chỗ nào phải không? Ồ, tôi thấy cái chỗ này nó cong cong nè, chỗ này nó móp móp nè, chỗ này nó lồi lồi nè, thì mình phải để cái cây dũa như vậy, không? Mình tận dụng cái đường thẳng của cái cây dũa để mình dũa cái móng mình cho nó thẳng. Bây giờ khi mình dũa nè, cái cây dũa của mình nè, không? Mình để như này đúng không? Mình quay ngược qua bên đây mình dũa. Đó, thấy chưa? Đó, mình thấy nó đều rồi. Mình qua tiếp tục ngón khác. Sao em hay bị cắt tay khách hai bên hông khi giũa về anh Phong? Em biết làm sao không? Em dễ bị cắt tay khách đó, là em đè cái cây giũa mạnh quá. Cái này nó giống như cái lưỡi dao á. Em cứ cứa ở đây thì nó chảy máu hai bên đây rồi, thấy không? Mình giũa trên cái móng mình giũa đừng có đèo quá. Với lại cái cây giũa mới em phải mài đi cho nó bớt bén. Ok em. Đó. Mình quay qua bên đây. Đó, anh chị em thấy không? Thấy cái móng của mình nó nhọn quắc không? Ha, nè, không tin là lấy cái này bấm vô một cái nè, thấy không? Lủng luôn á chứ không giỡn đâu nha. Móng này móng đi đánh ghen mà. Rồi, ok qua tới bên đây nè. Thấy rõ không? À, chỉnh cho cái móng này nhỏ, thật là nhọn, nó nhọn quắc luôn, nó mới sướng kìa. Hello anh chị em và các bạn, anh làm bao lâu rồi hả? Anh làm bao lâu rồi anh? Anh làm mới có năm mấy, hai năm nay thôi em ơi. Anh cũng mới làm thôi. Nhưng mà anh có chút xíu cái kinh nghiệm hàng ngày đó, anh đem ra anh chia sẻ với mọi người để nói chung là help được mọi người, người nào thì anh help thôi.
chứ anh thì kinh nghiệm anh cũng còn mỏng lắm, anh cũng còn non và xanh lắm. Ok, là quay ngược đây nè, thấy cái chỗ này không nè, cái chỗ này là thấy rõ nhất nè. Mình tập cho anh chị em nhìn cái móng méo nó làm sao ha. Thấy cái chỗ này nó lồi lên không? Thấy nó lồi lên chỗ này không? Thấy không? Thấy cái chỗ này nó lồi lên không? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ cần phải sửa nè. Thấy chưa? Thấy nó méo ngay chỗ này không? Vũ nó lại liền ngay lập tức. Dịch này xong rồi bắt đầu đi làm lại ha. Đi làm lại mà đã không biết vắng khách hay là đông khách. Mà mình nhiều khi mình làm xấu quá, mình mất cái cơ hội nghề nghiệp của mình á. Mình xin chủ lên bồ mà không cho, tại mình làm xấu quá ha, nó cũng khổ lắm. Thì mình làm những cái livestream đơn giản dài cho anh chị em coi. Để nói chung là ai mà muốn coi tham khảo thì coi ha. Ok. Đó, rồi, quay ngược lại để mình ôm cái chỗ này cho nó mỏng xuống. Ok, rồi xong. Sau khi mình làm xong tất cả mọi thứ thì mình tưởng tượng thôi. Tại vì cái này mình đắp bồn á, nó mịn lắm mà anh chị em thấy không? Mình chưa có vũ mịn đó. Mình chưa có vũ mịn mà nó mịn lắm rồi. Ha, thì mình thường á, là mình phải vũ mịn trước, mình vũ xếp. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái khâu chạy máy đi, tại mình làm trên tay giả thì mình buffer luôn. Buffer thì mình đã nói rồi nha, mình bóp phải bóp xuôi xuống ha, chứ đừng có bóp ngược lên nó bị bực cái móng lên đó ha. Qua bên đây bóp xuôi xuống. Bóp xuôi xuống. Rồi. Sếp này thì bồ thằng nào dám ăn hiếp bà. Bố thằng nào dám ăn hiếp bà, đúng rồi, ăn hiếp chọc con mắt nó. Ok, đừng có chọc bà nha, chọc bà là mà chọc cho lũng mắt á. Đừng có giỡn nha, đừng có giỡn với chế nha. Chế thì nóng tính mà võ công, chế cao cường, đừng có chọc chế. Chọc chế là chế cắn á, chế cắn một cái là chạy nọc luôn á. Mình sẽ sơn top coat. Này mình hôm nay mình học basic thôi, mai mình học nâng cao lên chút xíu ha. Bây giờ mình lấy top coat mình sơn cái top coat cái. Cái này phủi đi. Sơn cho nó tròn khỏe nha anh chị em và các bạn.
Ok, rồi sau khi mình là sơn xong nè, cái giai đoạn này cũng quan trọng, đó là lấy cái ngón tay á, mình dán bên đây một chút, mình dán bên đây một chút để làm chi biết không? Những cái top coat mà nó dư ra đó nè, thấy nó ướt ướt cái tay của mình không, là cái top coat đó mình sơn nó dư ra hai bên hông á, mình không chùi nó đi đó, cái xếp của mình nó không có sắc sảo ha, mình chùi nó đi thì cái xếp của mình nó sẽ sắc sảo hơn đó. Là lại vậy, bắt đầu mình hạ nó xuống, hạ nó xuống vậy ha. Cái mình lấy cái máy, máy cái này là máy của chi sồn ha, máy treo của chi sồn, để vô đây à. Rồi mình để 60 giây. Ok, rồi sau đó xong rồi mình, bây giờ mình sẽ tới một cái phần giao lưu nhỏ với anh chị em và các bạn ha. Tại vì cái này là cái mùa dịch thì Phong có đi làm, thì nói chung thời gian cũng rảnh cũng có. Thì anh chị em nào có câu hỏi gì, thắc mắc gì về nail đó thì mình giao lưu với nhau ha, hỏi đáp, có thắc mắc gì trong cái quá trình mình làm, thắc mắc gì, trục trặc gì thì mình sẽ dành 15 phút để mình trả lời những cái câu hỏi về sản phẩm, về kỹ thuật, về làm nail. Ok. Mai mấy giờ vậy anh Phong? Mai tầm, anh không biết nữa, nó giao nó cỡ cỡ chừng 3-4 giờ đó ha. Cỡ khoảng đó thì anh hướng dẫn cho anh chị em design những cái mẫu, có thể là học làm sao để mình đắp cái hoa 3D đó. Mình đắp cái hoa 3D nó dễ dàng, mình hiểu được cái hoa. Khi mà mình hiểu được làm sao để mà mình create ra được cái cánh hoa đó, thì nói thiệt với anh chị em, cái hoa 3D nó rất là dễ anh chị em ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em. Mình không có phải mình học để làm sao mà mình nặng được cái bông, mà Phong sẽ hướng dẫn cho anh chị em hiểu được cái cục bột nó như thế nào. Thì khi mà anh chị em hiểu được cục bột, anh chị em làm ra cái hoa theo ý của anh chị em, muốn cái hoa gì nó ra cái hoa đó, khi mà mình đã hiểu được cái cục bột ha. Thì ngày mai Phong sẽ hướng dẫn là cho anh chị em học là tại sao mình đắp hoa xấu ha, đắp hoa 3D nó không có đẹp, tại sao và tại sao ha. Thì ngày mai Phong sẽ hướng dẫn cho anh chị em về những cái đó. Rồi có những cái kỹ thuật nào thì Phong sẽ chia sẻ thêm, giống như là mình vẽ cái marble, rồi mình đại khái là vậy đó ha. Rồi sau khi mình sơn xong, khô chưa? Rồi cái này là khô rồi nè ha. Thì anh chị em thấy là nó rất là nhọn, và cái top coat này của Chisel thì Phong khuyến khích anh chị em nên xài cái này. Tại vì theo Phong thấy cái top coat này nó ok đó, nó good đó. Phong cũng khó tính lắm, nhưng mà Phong thấy cái top coat này nó rất là bóng ha. Thì anh chị em nào muốn cái sản phẩm tốt, khách hàng họ thích, nó xài cái top coat này. Ok, nó không có bị chóc, không có bị rỗ, nó không có bị nổ top coat, nó cũng không có bị vàng móng ha. Nói chung này ok. Rồi bây giờ mình cho anh chị em coi cái shape cuối cùng của nó ha. Nó nhọn mà nó cũng đẹp đẽ lắm ha. Rồi đây là cái móng ombre sau là 47 với lại cái màu 105, còn cái này là cái marble mình quấy ha, mình quấy cho nó ra thôi. Rồi đại khái là như vậy. Ok, rồi anh chị em có hỏi gì thì hỏi, thì Phong sẽ trả lời ha anh chị em. Anh Phong tích xịt thứ sáu mở cửa, anh có mở cửa không em? Anh không đi làm, anh tại vì tiệm anh nó có nhiều người lắm, tiệm anh không phải là có mình anh, nó nhiều người lắm, nhưng mà những người họ muốn đi thì tiệm thì vẫn mở cửa đó, nhưng mà anh thì anh không đi làm ha. Anh nghĩ là anh phải nghỉ hết tháng 5 để anh coi tình hình nó làm sao. Thí dụ mà anh thấy tình hình mà nó êm á, ok, anh đút đầu ra, anh ra tiệm anh đi làm. Còn anh thấy tình hình mà tự nhiên mở cửa tiệm ra, cái quá chơi người bệnh luôn, thôi anh ở nhà luôn ha. Mình sống cái đời mình tiền thì ai mà không muốn anh chị em, nhưng mà mình cũng phải khôn chút xíu ha. Mình không có nói là những người đi làm là không khôn, nhưng mà Phong thì Phong không có muốn mạo hiểm. Ok,
mình chắc cú, mình làm chú Bác Hồ. Ok rồi, đại khái là như vậy thôi. Còn ai chị, anh chị em nào muốn đi làm thì cứ đi làm thôi, cái đó là quyền của mỗi người mà. Đâu ai city nó cho mở cửa thì đi làm thôi, nhưng riêng Phong thì Phong đi làm. Phong để coi 1-2 tuần coi, để coi nó êm không. Nó không êm là Phong ở nhà tiếp, còn nó êm thì Phong đút đầu ra tiệm. Ok. Làm sao để gắn tiếp cho thẳng vậy hả? Làm sao để gắn tiếp cho thẳng? Rồi ok, bây giờ mình qua tới cái phần gắn tiếp nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ hướng cho anh chị em gắn tiếp. Lấy cái ngón tay này đi, mượn đỡ cái ngón tay này đi không? Nè, đố anh chị em nhìn cái móng này là biết móng này là số mấy. Đố anh chị em á, nhìn biết cái móng này móng số mấy không? Cái móng này tầm khoảng số 3. Nè, số 3 nè, thấy không? Kê vô là vừa y nè, thấy chưa? Mình nhìn á, mình phải biết, mình đoán cái size của nó. Mình làm sao để mình gắn cái móng cho nó thẳng nè. Mình đặt cái móng của mình á. Nè anh chị em coi, mình ốp vô từ từ nè. Chứ không phải là mình đặt lên là mình đặt dày liền đâu nha, không phải vậy đâu. Mình ốp đưa vô dày nè. Mình đưa vô nè. Chứ không phải khơi khơi đặt cái móng dán keo bụp một cái là vậy là xong đâu ha. Nè, mình đặt vô á, mình ốp từ từ, mình ốp vô vậy nè, mình mới ịnh lên, thấy không? Mình làm sao để mà mình gắn cái móng cho nó thẳng ha. Thí dụ như những người, cái ví dụ nha, mình bẻ bẻ cho nó cong cong một chút. Thí dụ như mình người móng, thí dụ như cái ngón tay của người ta mà nó bị cong qua bên đó, không lẽ mình cũng cong theo nó, đâm ra cái móng của mình nó méo qua bên đây luôn ha. Thì mình phải nhìn từ cái ngón tay này nè, thấy không? Mình nhìn từ cái ngón tay này mình chĩa xuống. Có nghĩa là sao? Tưởng tượng nó có một cái đường thẳng vô hình từ trên xuống dưới, thấy không? Mình gắn. Chứ mình không có để như vậy, mình cũng không để như vậy. Ha, mình ốp vô mình phải để vậy nè, mình gắn vô. Ha, mà mình để đây mình nhìn nè, mình để đây mà mình thấy cái chỗ này mình nó chĩa xuống mà nó méo nè, thấy không? Là coi như là không được. Ha. Đó, cái này mình gắn móng mình nó lại nè. Phong để vô ốp, đầu tiên mình phải nhìn cái móng nó có thẳng không. Cái móng mà nó bị méo bên nào, mình nhìn mà thấy cái móng mà nó méo qua bên nào á, mình sẽ gắn móng mình bẻ ngược lại bên kia. Để ăn chi? Để cho nó cân bằng lại. Chứ không lẽ nó méo qua bên phải, mình gắn nó cũng qua bên phải luôn thì nó càng méo nữa. Cái đó là cái cách để mình làm ha. Méo bên phải, phải bẻ cái móng về bên trái mình gắn, để cho nó cân bằng lại. Thí dụ nó méo qua 3 phần, mình phải bẻ về bên phải 3 phần. Hoặc là nó méo bên trái 3 phần, mình phải bẻ về bên phải 3 phần. Đó, nhớ nha. Rồi bây giờ Phong gắn đại khái một cái cho anh chị em coi. Ok, bóp phở đi chút. Rồi, chích cái vô đây nè. Chích giọt keo thôi nè, bắt đầu ốp vô nè. Giữ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bồi đầm, đầm da xì, buông ra. Chích miếng keo vô trong đây cái. Và mình phải học cái cách làm sao mình dán móng á. Mình dán móng nó lẹ đó, mình phải học cái cách là mình đoán cái móng. Cái hộp móng của mình là cái size như vậy đi ha. Này 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình phải học được. Mình đặt cái tay nè. Tay này là tay của khách, thấy không? Nhìn vô đây. Ồ, móng này móng số 4, bụp. Móng này móng số 5, bụp. Móng này móng số 3, bụp. Móng này móng số 3, bụp vô. Chứ không phải là mình nhìn nhiều nhiều, mà Phong đã nói nhiều rồi. Nhưng mà những anh chị em mới thường là mất quá nhiều thời gian cho cái câu gắn móng đi. Mình gắn móng xong thì cái thằng kế bên nó đã cho khách đi rửa tay rồi ha, là thua ha.
mình phải nhìn vô rồi mình nhỏ keo 1, 2, 3, 4. Bắt đầu mở cái hộp móng ra. Bụp, 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 bụp. Gắn móng trong tích tắc ha. Ha. Một khi mình đã làm nail, mình phải là chuyên nghiệp. Ha. Khách là khách mà nó nói chuyện mà nó quay xuống là mình cho nó đi rửa tay rồi ha. Ha. Người kế bên mà người kế bên mới đắp bột xong rồi cho khách đi rửa tay nữa. Bởi vậy nhiều khi thợ tiệm ít ai chịu ngồi kế bên mình lắm. Kế mình phải học cái cách là mình là một cái người chuyên nghiệp, những cái thao tác của mình phải hết sức là dứt khoát và chính xác ha, nó không có thừa ra, nó cũng thiếu đó, thì mình mới là một cái người thợ nail giỏi. Mà người thợ nail giỏi là vừa phải làm đẹp mà khách nó phải vừa thích, mà phải vừa có nhiều tiền nữa ha. Đồng tiền nó phải đi đôi với lại cái sự nghiệp của mình, chứ mình không phải là mình làm đẹp mà mình làm lâu quá cũng không được, mà mình làm ẩu quá mình lấy tiền của người ta coi có được không, cũng đâu có được ha. Mình làm đẹp, mình làm nhanh, mình làm chuẩn thì tự nhiên mình có nhiều tiền thôi ha. Rồi bây giờ là mình kết thúc cái khâu gắn móng. Quên, mình tập chỉ cho anh chị em cách gắn móng nè. Cắt móng có phình ha. Móng có phình là nhiều người bị lắm á. Thí dụ như vậy đi. Móng có phình ha. Bật vô vậy đi. Không, sẽ nói tới cái vấn đề mà cắt móng có phình nha. Đối với phòng á, phòng kỵ nhất là cắt cái móng có phình mà lấy cái này cắt nè. Tại vì biết sao, cắt cái này không có canh được ha. Cắt bên đây, cái chẹo bên đây cắt, trời ơi, nó méo xẹo. Mà cái dòng nó đã méo rồi, mình làm sao nó cũng méo à. Khó sửa dữ lắm ha. Nhớ cố gắng dùng cái cây kéo này á, không có nhiều tiền hết á, có 10 đồng bạc thôi. Xài nó thiệt chứ, chắc cỡ chừng 10 năm không biết hư chưa nữa. Thì cố gắng sắm cây kéo đi ha. Có phần nè, để như nè. Cái mũi nhọn á, mình không có để vô trong đây, nó sẽ chích vô tay khách, nó chảy máu. Cái mũi nhọn lúc nào cũng là để bên ngoài, bấm bụp. Cái mũi nhọn mình để bên ngoài nè, bấm nè, bụp. Là mình thấy nó ra luôn cái móng có phần rồi, bắt đầu mình vũa nè. Đó là xong ha. Chứ nhiều kỹ nhất là lấy cái này bấm rồi qua bên đây bấm nha. Phong kỹ nhất là cái đó, tại vì nó rất là làm cho mình mất thời gian ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình xong cái phần gắn móng rồi, bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi. Một